Driving with the windows down, trying just to drown it out. All the silence way too loud. Like a broken record now, maybe we can work it out. Tiếp theo, ký giả luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời dành cho các quý cô công sở bởi sự thanh lịch và quý phái mà nó mang lại. Và với thiết kế lần này, nhà Melia đã sử dụng chất liệu blend vân cao cấp để lên form dáng rất là đẹp cho các quý cô này. Và bên cạnh đó thì với chất liệu này sẽ có hàm một lớp để tạo cảm giác thoải mái cho mọi người, phù hợp trong thời tiết mùa hè nhá. Thế lại gần hơn thì mọi người sẽ thấy là dáng ổ cổ áo ký giả thì luôn luôn tạo cảm giác hiện đại cho mọi người rồi đúng không ạ? Và ngay bên cạnh thôi, đó chính là một điểm nhấn đắt giá mà Melia gửi tặng tới các quý cô, đó là một phần tắc cài đá. Tắc cài này thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng cho nhiều item khác nhau nhá. Phần tay sẽ là phần tay lỡ này, vừa che khuyết điểm một bắp tay siêu thon gọn cho mọi người, vừa tạo cảm giác tinh tế nữa. Và với dáng áo pep 5 thì luôn sẽ tạo cảm giác vòng eo nhỏ rồi, và kèm theo đó có đường xếp lìa bên chéo hông, tạo cảm giác mới lạ hơn cho các quý cô. Thiết kế này chúng ta dễ dàng mix với rất nhiều item, chân váy này hay là dáng quần chẳng hạn. Và ngày hôm nay thì Lan Anh đã sử dụng kết hợp cùng với một chiếc quần cũng đến từ thương hiệu nhà Melia để tạo vẻ ngoài chỉnh chu và hiện đại cho các quý cô. Nếu mọi người yêu thích rồi, hãy nhanh chóng để lại comment ngay trực tiếp dưới video này nhé. Khi mua hàng online thì các quý cô đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được miễn phí ship. Còn có thời gian, xin mời mọi người sẽ ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc. Melia, mặc đẹp để thành công.